Xin chào quý vị khán giả của kênh bình luận viên tại Biên Cương Plus. Thập niên 90 của thế kỷ trước Syria thực sự huy hoàng với việc sở hữu những ngôi sao đình đám và những câu lạc bộ đẳng cấp. Bởi đội bóng mạnh nhất Syria thời đấy gồm Juventus, AC Milan, Inter Milan, Fiorentina, Lazio, AS Roma và Parma đã tạo nên biệt danh bảy chị em, một thời khiến châu Âu điên đảo. Đến thế kỷ này, những năm đầu của thập kỷ đầu tiên tại Premier League, một thế lực cũ đã được tái sinh dưới bàn tay phù phiếm của các ông chủ Ả Rập Suốt, đó chính là Newcastle. Chủ hãng thân kỳ ở mùa 2021-2022 rồi giành vé trở lại Champions League một năm sau đó, nhưng không phải chi quá nhiều tiền. Chiếc trò ở vùng Đông Bắc đã thể hiện sự nghiêm túc trong kế hoạch trở lại thời đỉnh cao của mình. Trong mùa giải sắp tới, huấn luyện viên Eddie Howe cùng các học trò đã sẵn sàng cho một cuộc đua tranh danh hiệu song phẳng với nhóm Big Six truyền thống và vô hình chung sẽ tạo nên trật tự mới tại hạng đấu cao nhất xứ sở sương mù. Trong giai đoạn hoàng kim đó của bóng đá Italia, nhóm 7 chị em hay còn được gọi là La Cete Sorelle, nơi 7 đội bóng được mặc định lớn cử viên vô địch ngay từ khi giải còn chưa bắt đầu. Chính sự khó đoán và cân bằng của 7 đội nằm giải rác từ thành phố lớn như Turin, Milan, Roma hay những tỉnh lẻ như Parma đã làm nên sức hút đặc biệt cho giải đấu, từ chất lượng chuyên môn đến các bình luận bên lề. Với người Italia, mỗi tuần trôi qua họ lại chứng kiến các tiền đạo hàng đầu thế giới như Ronaldo Nazario de Lima, Gabriel Batistuta, Jacuia, Hernan Crespo, Alessandro Del Piero thử cách xuyên phá hàng phòng ngự của những hậu vệ đẳng cấp. Đó là Fabio Cannavaro, Lilian Thuram, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Franco Baresi cùng những tiền vệ tài hoa như Zinedine Zidane, Juan Sebastian Verón, Rui Costa. Cầu thủ của nhóm bảy chị em được trả lương cao hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên thế giới, khiến Syria trở nên quyến rũ hòa mỹ. Nhưng tất cả đều chỉ là hai chữ đã từng. Trong gia đình, những đứa em luôn nhận được sự cưng chiều của những ông bố bà mẹ. Những cô em Fiorentina, Parma, Roma, Lazio được bơm tiền bằng những ông chủ giàu có và danh tiếng của nước Ý, nhanh chóng phất tay rầm rộ chiêu mộ nhân tài để đuổi kịp các bà chị của mình. Để rồi người Italia gọi Syria là thiên đường của những đồng ly, đơn vị tiền tệ cũ của Italia. Các câu lạc bộ tranh đua phá kỷ lục chuyển nhượng của nhau đẩy giá cầu thủ lên cao. Đến cạnh tình lẻ Parma nhờ dòng sữa Porsche thuộc tập đoàn Parmalat của chủ tịch Tanji còn chịu chi khi đưa về Thuram Crespo năm 1996 chỉ vì đứng thứ sáu, rồi điên cuồng mua thêm Veron Ortega những năm sau đó. Những vụ chuyển nhượng trong vánh này chỉ phủ một vết sơn bóng bẩy lên lớp bề ngoài chứ không thể che đi sự mục ruỗng từ bên trong khi họ bắt đầu làm ăn đổ vỡ. Người thì phá sản, xuống hạng như Parma Fiorentina, kẻ thì tái cơ cấu đổi tên sang tay như Roma Lazio. Thế là nhóm 7 chị em dần tàn dã. Sau hơn hai thập kỷ đi vào dĩ vãng tại Premier League lại chuẩn bị hình thành nên một phiên bản khác của nhóm 7 chị em huyền thoại, bao gồm Newcastle cùng các thành viên của Big Six như Man City, Liverpool, Man United, Arsenal, Chelsea và Tottenham. Thực chất ở ngoại Anh, Anh trước giờ không có định nghĩa cụ thể về Big Six, đó chỉ là cách gọi thông dụng của người hâm mộ sau khi Manchester City hóa rồng nhờ những đồng tiền Trung Đông và một Tottenham dần lớn mạnh với tầm nhìn xa trông rộng của chủ tịch Daniel Levy. Big Four mới là khái niệm nguyên bản tại xứ sở sương mù, nơi có sự có mặt của bốn đội mạnh nhất thời bấy giờ, Man United, Arsenal, Liverpool và Chelsea. Nhưng dù sao, 6 đội bóng này cũng đã tạo nên một thành công cho bóng đá Anh trong suốt hơn 10 năm qua với rất nhiều thành tích nổi bật cả trong nước và ngoài nước. Những siêu sao bóng đá luôn chọn Premier League là điểm đến ưa thích và may mắn là họ đã được đầu tư một cách nghiêm túc. Ngoài ra, trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 20, Newcastle đã giành đến 10 chiếc vô địch. Thậm chí trước khi tụt dốc không phanh, đội chủ sân Saint James Park còn xưng vương ở đấu trường UEFA Intertoto Cup 2006. Như đỉnh cao của Newcastle rơi vào giai đoạn cuối thế kỷ 20. Cụ thể là trong cuộc đua vô địch của mùa giải 95-96 với Manchester United. Giá trị giải trí trong cách chơi của Newcastle thời ấy thật là tuyệt vời. Họ ra sân là phải tấn công, là phải ghi bàn. Đấy sẽ là lựa chọn số 2 mà tuyệt đại đa số người xem sẽ cổ vũ sau đội bóng của chính mình khán giả trung lập ai nấy cũng đều muốn thấy trích chòe vùng đông bắc chiến thắng cứ hệ có đội bóng áo sọc đen trắng xuất hiện các chuyên gia dự đoán kết quả thả bỏ luôn tỷ số 0-0 trong danh mục huyền thoại kevin keegan là huấn viên dẫn dắt newcastle khi đó và ông đã trình làng một loạt hảo thủ mà cả châu âu phải săn đón như andy cole david Ginola hay le ferdinand Đến thời điểm hiện tại, sau những năm tháng ngụp lặn ở giải hạng dưới và hầu như chỉ làm bạn với nhóm trụ hạng mỗi lần trở lại Premier League, Newcastle một lần nữa được tái sinh nhưng nếu không có gì quá to lớn xảy ra, họ sẽ mãi chẳng bao giờ đi vào vết xe đổ của Parma hay Lazio ngày trước. Dầu có là điều kiện cần của thành công nhưng không phải tất cả. Newcastle thăng hoa tại ngoạn Anh mùa trước và ngày càng chứng tỏ được bản lĩnh của một ông lớn, không chỉ nhờ sức mạnh tài chính của các ông chủ Ả Rập Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh thừa tiền để làm những gì họ muốn. Phần lớn cổ phần của đội bóng được chủ cũ Mike Ashley bán cho quỹ đầu tư công PIF do thái tử Ả Rập Suốt, tỷ phố Mohammed Bin Salman đứng đầu. PIF có tổng tài sản ước tính 500 tỷ đô la Mỹ, đủ biến Newcastle thành Manchester City thứ hai nếu muốn. Dù vậy điều đó đã không xảy ra sau khi mạch bất bại tại Premier League mùa trước của Newcastle kéo dài từ vòng đấu thứ 6 đến vòng đấu 23, huấn luyện viên đã phải thốt lên rằng không có giới hạn nào cho Newcastle. Xin chúc mừng vì các đội bóng còn lại trên đời đều có giới hạn và như đã nói tiền chẳng phải vấn đề với Newcastle. Nhưng điều quan trọng ở đây là họ không muốn vung tiền theo cách mà Man City hay Paris Saint-Germain đã từng làm. Trong hai kỳ chuyển nhượng trước khi được bán cho người Ả Rập trích Tre chỉ mua duy nhất Joe Willock từ Arsenal Lõi đội hình không đổi kể từ lần họ thăng hạng năm 2017 và họ cũng không phải dạng đội bán để mua vé vì thật sự họ không còn gì để bán và cầu thủ của họ cũng chẳng đội nào để ý. Sau chiến thắng 2-1 trước Tottenham ở vòng 13, huấn luyện viên Eddie Howe gọi đó là trận đấu hay nhất của đội kể từ khi ông dẫn dắt Newcastle. Số thành viên của đội hình chính hôm đó gia nhập Newcastle trước cả khi chiến lược gia này đến và tất nhiên cũng trước khi những bao tải tiền rơi xuống sành James Park. Sau chiến thắng Aston Villa ở vòng 33 mùa 21-22, Jack Grealish nói rằng bí mật của chiến thắng là rút Riyad Mahrez khỏi sân bởi cậu ta chơi như Almiron vậy. Và khi kết thúc mùa giải vừa qua, số bàn thắng của Miguel Almiron cao gấp đôi bom tấn 100 triệu của Manchester City. Thậm chí tuyển thủ Paraguay còn xếp trên cả vua phá lưới mùa trước Son Heung-min. Fabian Sa có giá chỉ chạm mức 3,5 triệu đô la Mỹ là phần quan trọng của hàng thủ chắc chắn nhất giải. Joe Linton đại diện cho những anh chàng vô danh tự nâng cấp bản thân trong bước chuyển giao lịch sử của Newcastle. Dan Burn, hậu vệ trái không tìm được chỗ đứng tại Brighton và chẳng ai biết đến dù từng khoác áo Fulham. Họ không phải ngôi sao, thậm chí chỉ là những người không ai thèm ngó đến trước khi sang Newcastle. Và chính họ là những mảnh Lego quan trọng để cấu thành một chiếc chòe như hiện tại. Tấm vé trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa trước của Newcastle đã chạm đến lòng tự ái của Liverpool, Chelsea hay Tottenham. Các đội bóng đã vô tình đánh rơi bản ngã của mình vào Premier League 23-24 sẽ là thời điểm đánh dấu họ lấy lại những gì đã mất. Tại thời kỳ hoàng kim, thoái trào rồi gây dựng lại của nhóm 7 chị em Syria là hồi chuông cảnh tỉnh cho những giải đấu khác đang phát triển ở châu Âu, đặc biệt là Premier League. Nhưng nhìn vào cách làm bóng đá của nước Anh, của Big Six và Newcastle, chắc chắn câu chuyện phải bán câu lạc bộ với giá chỉ 1 euro, đấu giá cúp vàng và cả trang thiết bị để chạy đua với những mục tiêu phù phiếm như Parma trước đây sẽ không xảy ra. Thậm chí 7 đội bóng này cũng đủ sức tạo nên trật tự mới cho Premier League, đồng thời hình thành nên nhóm 7 chị em phiên bản hoàn hảo hơn, bền vững hơn và đặc biệt hơn là đoàn kết hơn hãy cùng chờ xem